chưa có mẹ. Con chào mẹ. Con chào bố mẹ. À, lúc buổi sáng thì có chút mệt bởi vì nắng, nhưng mà đến lúc ta được tham gia hoạt động với các bạn thì cảm thấy rất là vui vẻ, và các anh chị tình nguyện viên này, các thầy cô giáo chủ nhiệm ở đây thì cũng rất là nhiệt tình, nên là ngày đầu tiên của em hôm nay rất là vui. Trước khi đi thì em có một chút lo ngại là kiểu sợ mình bị cô lập, không có ai làm quen với mình, nhưng mà đến đây thì em thấy mọi người ở đây rất thân thiện. Các bạn thi cùng hoa đông, thân thiện, dễ mến, cùng dễ nói chuyện ạ. Hôm nay em đến chùa ấy thì em quen được nhiều bạn chưa? Khá khá thôi. Khá khá? Vài bà. Em quen được rất nhiều bạn, mẹ cứ yên tâm. Ở đây con rất là vui vì kết được nhiều bạn mới. Ở đây con được học cách tự lập với bố mẹ, đừng lo. 6 ngày nữa là con về nhà, là bố mẹ cứ thoải mái, bố mẹ không phải lo cho con đã lớn rồi, con sẽ tự chăm sóc bản thân mình trong một tuần sau bố mẹ. Bố mẹ ơi, con có thể hứa với bố mẹ rằng là sau khóa tu trải nghiệm này thì con có thể thay đổi hơn, con sống tự lập và sẽ thành một đứa con ngoan. Thì con hứa với thôi là sau 7 ngày con chắc chắn sẽ thay đổi. Bố mẹ ơi, bố mẹ yên tâm.